Giới thiệu với các bác, đây là nhóm đặc biệt đeo vòng đai nhựa ở chân bên phải. Đây là những con chim đã gù căng và được đánh dấu là chim trống khi đeo vòng ở bên chân bên phải. Đó, các bác thấy là nó cũng rất là hiền chim. Chim này nó là chim giống chim khổng lồ, mã sáng, đầu to đấy. Và bầu hình nó bầu chim lắm, nó không nhỏ chim đâu mà nó không dài chim đâu, nó bầu bầu rồi. Các bác nhìn thấy con chim nó mẫu mã nó như thế này. Cái nhóm này thì cũng hiện là cái nhóm mà được anh em ở khu vực miền Nam rất là ưa chuộng, bởi vì nó to, nó sáng. Các bác biết là con chim này thì nó là mình gọi, mình đặt tên nó là clip số 29 các bạn nhé, clip số 29 rất là thuần thục đó. Mình có thể quay đằng trước đằng sau đó, cho các bạn nhìn thấy cái tướng tá mẫu mã của con chim đó. Đó, phần ngực của nó đó, phần ngực của nó rất là ok đúng không ạ. Đó, mắt đỏ đó, đấy các bạn biết là mắt rất đỏ, cườm rất là ok. Đó, tôi có thể zoom lại một cái lớp cườm của nó để các bạn biết. Đó, lớp cườm rất là sáng, mắt rất đỏ. Mắt rất đỏ, các bạn nhìn rõ là cái bộ cườm của nó, cườm là cực vừng, mắt đỏ. Chim này là mình đang thắp điện, mình quay ra cái ánh sáng của nó cũng tương đối thôi, các bác thông cảm. Nhưng mà con này thì đó, các bạn nhìn này, đó, bộ cườm rất là đáng yêu đúng không? Nếu các bạn tinh ý được, bạn nhìn chim là chim cái phần của nó rất là vón, đó, khô vón, chân rất là đỏ mốc đó. Các bạn nhìn rõ cái chân này, tôi ghi lại cái chân đó, chân rất là mốc. Các bạn yên tâm đó. Chim thì nhà đẻ ra nuôi non nên thì cũng rất là thuần đó. Clip số 19, anh em nào có nhu cầu giao lưu là 0335305982. Cảm ơn các bạn.